Chào tất cả mọi người nha. Rồi như thường lệ thì hôm nay mình có ít đồ nghề mình gửi tới anh em chú bác mình. Rồi mình bán với hình thức là tin nhắn nha mọi người. Anh em cứ mua hàng thì cứ nhắn tin qua số điện thoại 0966899730 nha. Chung câu nói này rồi chắc mình phải mỗi ngày mỗi nói. Thì những anh em mới mua hàng nhờ và những anh em mới thấy kênh thì hãy nghe những lời nói đầu với những cái quy định của kênh bán hàng của người bán ha. Chung thì cũng như mỗi nơi nó mỗi khác thì anh em mua thì phải để ý cái sản phẩm, thứ nhất là cái thứ hai đó là cái lời nói người ta ba cái quy định bán hàng như thế nào để mình để theo dõi clip để mình mua hàng cho nó tiện nha. Thì thứ nhất là tin nhắn hay là cái nào còn, cái nào sản phẩm nào còn anh em nhắn tin qua còn mình trả lời cho mọi người, còn đã bán rồi mình không trả lời nha. Nó rất nhiều tin nhắn đến một lần cho nên mình không thể nào trả lời từng người một như đó. Vậy nó không có thời gian để trả lời cho mọi người, chứ không phải gì tiếc gì một tin nhắn để trả lời cho mọi người biết là còn hay là không. Rồi giá mình bán là chưa bao gồm ship nha mọi người. Thì trên cái clip này anh em nào mua món cái nào mình có rồi hoặc mình mua rồi hay là mình đã có thì mình xem chơi giải trí ha, còn cái nào phù hợp thì mình hãy xem kỹ và quyết định mua hàng ha. Rồi hôm nay thì cũng có mới đồ linh tinh thôi mọi người. Cái này vô mã 1A đi ha. $200.000 nha mọi người. Và những anh em nào mua thì ví dụ thay từ lúc thấy video thì anh em có thể nhắn tin nha. Thì khi coi rồi để sáng để chốt hay là để coi hết video clip này để chốt hết một lượt một thì như là nó không có còn nha mọi người. Mã số 1A là một cây tu vít hồ lô. Cái này nó dài chừng 2 tấc à. Cái này của Nhật nha mọi người. Một cái lớp sơn nó bị tróc đi á. Đồ bãi cũ thôi nha, chứ còn dạng như mới mà in đầy đủ như mới là không có nha mọi người. Một cây tu vít hồ lô 2 tấc, một cây tu vít thư điện. Cái này chủ yếu là dành cho những anh em xài gia đình hoặc là anh em thợ cũng được, vừa thử điện mà vừa mình xài dẫn ốc luôn nha mọi người, chứ không phải chỉ chuyên về thử điện không. Ví dụ mình xài mình tận dụng có nơi nào rò rỉ điện thì mình biết là nó có điện ha, cho nên cái độ an toàn nó cũng hơi cao. Rồi đây nha mọi người, đây mình sẽ test thử điện đó, anh em thấy sáng ha. Đó. Rồi như hình như thế này là 200.000, chưa bao gồm ship nha. Rồi để mình dẹp cái này nha mọi người. Rồi mã số 1A. Một dấu trừ, một dấu cộng là mình đủ xài nha mọi người. Này khoảng trừ 4 thôi nha. Một BF2. Thêm cây tu vít hồ lô nữa ha, 200. Cái này nó bãi nó cũ nên em quan trọng là cái chức năng thủy điện nó còn sáng. Một B cũng 200 luôn nha mọi người. Bốn cây tu vít gỗ BH1 nè. BH1 một dấu trừ, một trừ lớn nó dài và một BF2. Thằng này chắc trừ 4 trừ 5 như nè, thằng này trừ 6 trừ 7. Đây có hai cây tu vít đóng, BF1 đóng và B đầu trừ lớn này nó đóng. Mấy cây đa phần nó còn mới, có cây BF1 này nó có sử dụng nè anh em, cũng còn tốt lắm nha, hơi xấu tí. Đó. Nhìn dạng quá lực anh em thấy, nhìn đi dạng quá lực nó có dấu cắn tí xíu thôi, nhưng mà dạng những cái những mấy con ốc trong gia đình mình nó rất là ok nha. Cái này không biết sao nó sử dụng còn khá là mới nè, thép nó cũng rất là cứng nha mọi người. Hai cây lùng này thì nó thằng này nó dài có 14 nè, thằng này BH1 dài 17, BH2 dài 2 tấc mốt đầu trừ và 26 nha. Đó, cũng khá là. Rồi bốn cây tu vít có hai cây vít đóng là hai dấu trừ, một BF1 và dấu trừ lớn nha mọi người. Và sale còn là một số thì nó mất nha. Mấy cái này anh em khỏi lo đi, cũng nhật hết nha.
Rồi 200 1B. Rồi này có hai bộ nè mọi người. Hai này 2A đi ha. Nó chỉ có một số đồ linh tinh thôi anh em nào cảm thấy được thì mua hàng thôi. Mỗi bộ 150. Này 4 số hết nha, có 150 ngàn thôi. Nhưng mà là không phải là hàng nội địa, nhưng mà hàng xuất thôi. Này 6, 8, 10, 12. 6, 8, 10, 12 ha, nhỏ. Nó cũng được ha anh em, chứ anh em đừng có giận quá là được rồi. Cái nào cũng được hết á. Còn bình thường là ok hết à. Này SK11. SK11 này chắc Đài Loan á. Nhà máy nằm Đài Loan nha, 68. Chứ không phải đời cổ nha mọi người. Cái nào cũng còn bình thường à. Rồi hai cây 2A cũng 150. Hai cây ngang 68 10 12. 2B cũng vậy, 68 10 12. Mấy này đa phần là hàng xuất hết nha. Còn ok nha mọi người, rất rác nha. Càng hư để xét chưa có vệ sinh nha mọi người. Xét cái ban ngày cái dòng thép này thôi chứ không bị gì hết đó. Anh em thấy mình chưa vệ sinh luôn nè. Thì còn ok là được rồi. Nên về xịt R7 vô, cái quá trình sử dụng thì nó cũng ra thôi. 10, 12, 6, 8, 10, 12 hết nha. Bộ nào cũng như số cũng như nhau thôi. Có sự xét con này có cái lớp bọc phía ngoài thôi. Hai bên 150 nha. Chi bao gồm ship. Rồi 3A. 200 ngàn cho cái cây này. 12 13 10 12 13. Một dòng mẹ như hai đồng hai đầu điếu dài nha mọi người. 200 là cây này nó hơi cũ một tí xíu. Bán 200 ngàn thôi nha. Nè, nó nổ mà rơm tí xíu nha này nha. Nhà cái lỗ này nè. MCC nha. Đó. Cái đầu điếu thì cũng còn khá là mới. Đi hai mấy cái đầu điếu đu chuột vậy mọi người. 200 ngàn. Của Nhật nha. MCC 12, 10, 12, 13. 200. Chưa bao gồm ship nha. Thì cũng như mọi ngày thôi, thì anh em mình mua cứ ví dụ anh em có nào có chịu điều kiện chuyển khoản thì cứ nặng nhẹ tùy theo nặng nhẹ anh em. Thì nhẹ thì thêm mình 20 ổ, thêm mình 10k mình sẽ bao ship cho nha. Ship COD là không có món nào mà dưới 25 ngàn hết nha mọi người. Bán cái kiềm tuốt dây này 200 nha. Cũng Hosan mà nguyên thiết kế chuyên dụng để chỉ tuốt cứ cỡ dây chừng 2 chấm thôi nha anh em. Chỉ tuốt một cỡ dây à, không biết sao mà nó làm có một cỡ, mình thấy mình không có đo được, nhưng mà mình nhìn anh em nhìn xem nó cũng như 9-10 thôi. Đó. Hai lỗ trong này nó hơi bự hơn chút, hai lỗ ngoài hơi nhỏ tí. 9-10 với nhau, nghĩ nó chắc nó tốt dây 2 chấm. Tốt một cỡ dây anh em ơi, có chỗ thì nó ra chỗ cái này nhỏ, nó ra lỗi đồng nhiều, hơi nhiều nó. Còn cái này thì nó không có, hơi chuyên dụng ha. 200 ngàn. Chả hiểu thiết kế chỉ có một cái cỡ 1 200 ha. Thì anh em nào thường xuyên sử dụng cái cái kìm cái dây 2 chấm thì mình mua nha. 200.
Rồi mã số 4. 4A 150.000 chưa bao gồm ship. Bán mấy cái lưỡi cưa lọng nha, cưa này chắc cưa máy nè. Hai cái này còn mới nè. Đó. Thêm hai cái này nữa. Ngắn dài nhưng mà anh em thấy có một cỡ à, này xài chung một máy được. Cho nên là thêm một lưỡi này cưa, chắc là cưa gỗ nè, cưa cây á, cũng có một cỡ nè anh em. Đó, không có gì khác nhau cho nên mình bán kèm hết cho mọi người. Đó, có 150 thôi, đóng lưỡi cưa như thế này. Đó, có cỡ màu bằng nhau, anh em nhìn mình đo luôn nha. Mấy lưỡi cưa này ngoài 2 tấc không, có hai thằng này thì nó hơi ngắn tí xíu đó, này được tấc mấy, còn ông nội này thì được có khoảng tấc 3 nha. Đó. Không, còn cưa tốt hết nha, đa phần mấy này còn mới nè, rất là bén. Cái này cũng vậy, này chắc cưa gỗ luôn quá, làm lưỡi răng thô nè, lưỡi này cưa mịn nè, cưa gỗ. Mấy cái này chắc cưa sắt nè. 5 lưỡi, 150 nè, bỏ trong cái hộp vậy nha. Chưa bao gồm ship nha mọi người. Rồi 4B 18 nha, một cây tôi bích thục, lý do là nó hơi cũ tí xíu, với ngay này nó mất đi một con ốc hay còn gì không biết, nó trong lóc à, chắc một con ốc mọi người, không biết nó để đây nó cố định cái gì thôi chứ không có gì hết. Quan trọng là chức năng nó còn, đã kiểm tra rồi nha mọi người, còn hoạt động bình thường à. Một mũi BH1, BH1 thôi nha. Dưới đây là nó có được một cái gần như được mấy mũi nữa thôi. Như một dấu trừ, một cái lấy dấu nè. Nhưng mình đã coi rồi, cây này cũng dạng cây trừ, cũng dạng trừ lớn nha mọi người, chỉ có một dấu cộng BH1 thôi. Giờ nó để đây hơi bị cứng rồi, không có bể. Này phải dặn đúng răng, dặn hơi chèo răng. Cái này nó dơ bên trong anh à, mọi người, nó bị dơ á, anh em về vệ sinh cho nó thẩm mỹ cho nó đẹp đó nha. Đó, mình chỉ kiểm tra chức năng mình bán thôi. Cái này dơ anh em lấy cái này vẽ, lấy gì cây nhỏ nhỏ anh em tọt vô anh em vệ sinh thôi, không có nứt cán nha. Mấy cái thằng này thì nó chỉ vô tới đây à, không còn mới nha, đồ cũ à. 18 nha. Mã số 5, 204, 5A. Một cây cần 1/2, tự động 1/2 của Tone. Giá băng ha. Dài 25.000 nè. Đây cái nút đảo chiều nằm đây nha. Đó, dẫn qua cái tóc. Tone nha. Rồi cái này 204. Tiếng kêu cũng khá lớn nha. Không có nổ mà rơm nha mọi người, có dấu không sử dụng thôi. Cái này 207, 5B. Cũng là một cây của Tone. 12.7 nè anh em, 1/2. Cái này mình không biết nó dùng trong việc gì. Cũng giờ 2 tấc rưỡi nha, 2 tấc rưỡi. Ở đây nha. Này chắc
sử dụng trong mấy cái nào có dạng ốc 12 cũng được. 12 12 thì nó không có được chuẩn lắm. Con này chắc trợ lực mấy khẩu 1/4, mấy cây nối dài quá. Chung mấy cái này cũng mình cũng ít có dùng đến. Đó, nhưng mà đầu 12 đi 7 mà. Anh em nào coi có sử dụng có cần không thì mua nha, 270 5B. Cũng còn khá đẹp nha. Rồi số 6. 6A. Hai trăm nha, bán hai cái kéo cắt dải luôn, một cây 2,5 tấc nha, một cây 2 tấc, nó cũ, nó bị lục nha mọi người, 2,5 tấc nha. Cây này thì 2 tấc, về trong hộp như thế này nè. Cây này có cây cút. Chung mình không biết mài, mình chỉ mài sơ thôi anh em, không có bị mẻ răng nha, không có mẻ lưỡi kéo. Cái này cũng vậy, lục nha. Về khỏi test đi anh em, về cái mà biết mài thì mài, còn không đem cho thợ nha. Bán 2 cây luôn. Có theo không có chuẩn bị giải 2 cây luôn nha, 200 thôi đó. Vậy nói chung đậu bãi mà nó không có được như mới, được cái nào mới thì bán giá khác, còn ở đậu cũ thì anh em khấu trừ chi phí cho anh em mình về mà cho thợ nó mài lại ha. Số 6B. 6B bán cái kéo cành, cây này 250 thôi mọi người. Hai trăm rưỡi nha, chưa bao gồm ship. Cái này nó bên nước nó sử dụng nó bị mẻ, có mài sơ lại nha mọi người. Này nó mẻ chắc cũng độ cái đầu mẻ nó cũng hơi nhiều đó, nhưng mà nhiêu đây anh em thì cắt cũng khá là lâu rồi nha, chứ không phải là ấy đâu. Loại này loại 2 tấc nha, có 19 rưỡi 2 tấc, thiếu đủ 2 tấc ha. Giờ anh em cắt cây cắt cành gì đó anh em cắt cũng còn khá ok nha, tuy nó cũ nhưng đồ cắt nó ngọt lắm người, với thép nó cứng và bén, anh em có mặt này lên cũng khá là bén. Em thấy cái lưỡi cắt thôi sướng. Cây này thép đúc nha, chữ nghĩa đâu có tiêu rồi. Không có chữ nghe nè mọi người. Cũng của Nhật mà làm thủ công đó mọi người, chứ không phải đồ chợ Trung Quốc đâu. 250 nha. Đây hai cây này mỗi cây 208 7A nha, 7A 7B đi. Cái này có 2 tấc nha, nó cũng vậy 19 mấy, chưa được 20 nữa đó. Không tính cái chuôi nha, không tính cái nút khóa, những đo góc bên đây nó ra được 20 nha mọi người. Tới đây quên phần này nó phức đây. AB chung chỉ test cắt cái độ bén thôi nha mọi người, chứ còn dạng như cắt
cây thì được rồi, khỏi bàn đi nha. Đồ cũ mà. Rồi. Chung mấy cái cán nó bọc cái lớp ngoài thôi nha mọi người. Chứ mấy cái này nó không phải cái thép đúc, nhưng mà nó anh em thấy nó đã sử dụng rồi, nó không có hề hánh gì hết á. Thì nghĩ nó giờ kết nối này lại tán lại mà nghĩ nó yếu hơn cái thép đúc ha. Không có đâu mọi người. 7A 208. 7B cũng vậy. Mấy cái này dễ dơ lắm nè. Chỉ bọc phía ngoài để cầm cho im tay thôi chứ không có gì. Cây này như nó cũng tương tự nhau, cũng thằng 9,5 thằng 9,5 10 thôi mọi người, chứ không có gì hơn. Rồi cái 208 cây nào cũng như cây nấy thôi, anh em nào tinh ý nhìn cái nào đẹp nào xấu thì cứ lựa chọn. Mình đánh số AB anh em đừng có nhắn nhầm được, mình giao thì nó dựa vào tin nhắn mình ship hàng cho mọi người. Trong mấy ngày nay mình nghỉ ngày 2 ngày chứ nó cũng bận việc lắm mọi người, chứ không có ở không. Lúc nào mình đi làm về mình phải đi xử lý một số đơn hàng đó, bên dân chuyện nó làm mất rồi, nó hàng mà hoàn trả lại nó cũng làm mất nữa, rồi nó làm hư hàng mình, nó cũng khá là lu bu chứ không có thời gian mà rảnh rỗi để nghỉ ngơi được nhiều. Buôn bán này nói chung nó cũng phiền tối lắm, nó không có gì. Nó cũng rắc rối lắm chứ không phải nó suôn sẻ như số người đã nghĩ đâu, nó mệt lắm người. Mình không quản lý đơn hàng của mình, dù mình không có kiểm tra là mất hàng mình là nó cũng đâu có báo cáo mình đâu mọi người. Nay bán một khoa này ngày 2 4 6 8 10 mũi 300.000. Thì mấy bộ trước mình bán hết rồi, thì hôm nay mình có hai bộ thôi. Một bộ này với cái bộ 550, bữa mà có khách chốt mà qua nay không có thấy phản hồi cho nên hôm nay mình bán lại. 10 ly này nha, 8 ly, 6,5, 5,5, còn này 5, 4, này 4 ly 2 nè, này chắc 4,5, 5, này 5 ly 4 hay gì đây, 4 ly 9 như 5 ly nè. Cũng còn khá đẹp nha mọi người. Đó, 2 4 6 8 10 mũi ha, 18 7 không có nghe, có 6,5 đó. Này năm mấy 60 nữa nè. Này 49 nè, đó. Này cũng dạng 4 45 4 49 50 rồi đó. Còn lại là 3 ly mấy à. Từ nó bắt đầu từ như 31 32 32 33 32 35 gì đó. Có 3 mũi nhỏ ha. Mũi này chắc 4 ly, 38 40 rồi. Đó. Chung mấy cái đầu này, mấy cái mũi khoan này thông dụng nha. 18, 6,5 thì gian ra 7 cũng được, năm mấy thì gian ra 6 cũng được ha. Rồi 10 mũi khoan 300 nha, 10 mũi. Đây là cái bộ này đây. Bộ này bữa mình bán ngày 29 đó. Có khách chốt rồi. Nhưng mà nó chuyển khoản mà không thấy hồi âm gì hết á, hôm nay mình lo ra mình bán lại. Bữa cũng có người chốt mà giờ mình làm lục lại tin nhắn nó rất là cực nha mọi người, cho nên không có thời gian, cho nên mình khuyên anh em thì mua để xem kỹ, dù có hủy hàng thì muốn hủy thì cũng báo mình, còn mua không mua cứ im như thế này
trong khi đó người khác lại mua không được. Bộ này là 13 ly này, 11 ly, bộ này 12 ly. Trong bộ này hỏi mình đo rồi, mười mấy mũi khoan như vậy, anh em nói mấy cái mũi lớn như thế này xong là em thấy nó cũng đủ tiền rồi. Mấy cái mũi này trăm mấy, 200 ngàn nếu mà mới, nó chỉ trên lệch chứ cái hàng mới nó cũng dặn tin đã sử dụng thôi, dặn cũng 80-70 thôi chứ không có mà tệ quá nha. 13, 12, 11, 10 đó. Mũi khoan này 13 ly như chưa dùng luôn, cái gì nó có dùng lướt thôi. Khoan này nó đẹp nè, đẹp mấy mũi lớn, mấy mũi nhỏ cũng vậy nè. 8, 7, 5 mấy, 60 tối đa nhỏ nhất cũng dạng 3 ly. 2, 4, 6, 8 cái mũi khoan này nữa. Cắt cỡ luôn nha. 8 nè. Nên thấy mấy mũi khoan này cũng đẹp lắm. Chúng cho thêm cái mũi này nè, mũi chua lục giác, nó còn khoan được khoảng chừng phân nè. 2, 4 mũi lớn nè, 6, 8, 10, 12 mũi, không tính cái mũi này ha. Đó. 12 mũi, mấy mũi nhỏ khác mũi càng lớn mà tính là chừng trăm thôi nghe mọi người. Mấy mũi khoan lớn này 550 nha. Này số 8B. Số 9. Số 9A bán cây cần lực này. 350 nha. Máy da băng. Cái này mình mua chơi để mình xài nó cũng hơi lâu anh em nhớ, rồi đó mình mua cũng 350-400 chứ không phải là mình mua rẻ đâu. Mấy cái đầu này á nay bán đại cho mọi người 350 luôn. Mấy cây này nếu mà tiền hàng mới là tính từ vài triệu. Cái này của Tonichi là mấy cái này 12 newton mét à. Chỉnh lực dưới đây nha, cái này là nó khóa lại nè, anh em cứ chỉnh đó. Chịu dặn tới mức độ lực nào đó là nó kêu cốc nha mọi người, chứ không phải thấy đâu. Nó cái này dưới đây là khóa để cần để mình chỉnh lực lại thôi, để cho mình dặn á, mình khỏi ví dụ cái này nó có xây nó không có xây được. Còn khá là mới nè. 1/4 nha, lưu ý là 1/4. Số anh em không biết này để mình đo luôn nha, như này 6-7 ly nè. 6 ly mấy, 6 ly rưỡi á. Đây là 6 ly rưỡi nha, tại vì anh em nhìn trên qua camera thì nó hơi nha, nó khoảng 6 ly rưỡi á. Cộng thêm cái điếu này nữa. 1/2 = 12 nè. 9A 350 nha, cũng còn đẹp nè. Dài khoảng gang tay 2 tấc thôi. Mà chắc 2 tấc à. Không được 2 tấc nữa, 18 mấy thôi. 9A nha, 350. 9B bắn kiềm chết này 320. Có Igo da băng. Cái này mình không biết nó sử dụng chưa, mà nhìn nó cũng còn khá là sáng. Mấy Igo này sao nó hàng cái mối hàng đây, nó cây nào cũng như cái đấy, nó không có đẹp. À này có sử dụng lướt nha mọi người. Có dấu cắn rất là ít ha. Đó, có dấu cắn này tí xíu. Đó. Khá là ok nha, khá đẹp.
Cái này kích thước ngắn rồi nha. Đó. Anh em tự đó, tự nhìn kích thước nha. Không tới gang tay mình. Có ra là kẹp ốc nha. Igo 9B320 nha. Rồi này số 10. Số 10 là mình bán cái này đi. Này có một số hàng này chung này cũng lấy ngày bán, thì không biết là cái chất lượng nó ra như thế nào. Cho nên mình cũng nói trước cho anh em là những sản phẩm này không bảo hành nha, 140 một bộ. Nói chung có 150.000 bảo hành anh em, kể cả đồ cũ cũng không ai bảo hành hết. Về là do sử dụng mình cho nó đúng cách hay là nó đúng mục đích nó thôi, đúng cái ấy nó thôi, chứ mà xài mà nó đồ Nhật đồ Mỹ nó cũng phải hư nữa, chứ không phải gì riêng gì mấy cái đồ này. Thằng này là nó sản xuất Trung Quốc nha, mấy anh China. US gì đây không biết, nhưng là xuất xứ Trung Quốc này nha. Cái bộ này là bộ mở ốc hư. Đây, mình có lấy mẫu thử một cái. Chung với giá 140.000 thì ví dụ cái này cũng lâu lâu mình dùng đến. Thì ví dụ xài một hay vài lần để mà lâu lâu có con ốc hư mà mở ra nó cũng trăm mấy chục ngàn, nó cũng tiền nào của nấy nha mọi người. Cho nên mình mua mình cũng nói rõ cho mọi người biết nha, hàng Trung Quốc. Tại nó sản xuất ra thì chắc cũng phải máy mà chất lượng thì nó không bằng hàng nội địa Nhật thôi, nhưng mà dù trong cái phạm vi dù mình xài vài lần thôi cũng vứt đi với giá 100 mấy chục ngàn, nó cũng đáng ha. Có 4 cỡ này nha. Đây nè, mình lay nó có 4 cỡ. Đây coi cỡ mấy. Phi 4, phi 3, phi 2, 1, 2, 3, 4. Chúng này mình lấy ra mình kiếm con ốc hư cũng đỏ mắt để mà test thử. Chúng mình lấy ra mình khoan thử nha, mấy giờ mình khoan một cái lỗ. Đây là một cái đầu của nó. Đầu dục khoan để cho nó khoan sâu con ốc anh em, rồi xong mới lấy cái đầu này nè, nó rồi mình mới lấy ốc hư ra. Nè, theo hướng dẫn của nó nè. Chung mình hàng kia hàng nội địa mình kiếm mà không có mọi người, cho nên thấy mà hàng này nó cũng vừa rẻ mà lại không biết cái chất lượng, đánh giá mình chưa biết được cái chất lượng nó như thế nào nha, cho nên mình cũng nói trước. Anh em cảm thấy coi được thì mình mua nha, chứ nhiều khi xài nhiều khi mua về nó đầu tệ quá mà đổi thừa mình không nói nha. Cho anh em mình xem gần hơn nha. Đó. Mình có khoan thử coi cái chất lượng thép nó như thế nào nè. Anh thấy nó cũng có cái độ hao mòn, mình khoan mấy con ốc luôn á. Mở ốc hư chắc lâu lâu năm anh em mới mở được một lần. Được xài được một lần hai lần anh em xài chắc cũng vài năm. Giá 140.000 nha, chưa bao gồm ship. Này có mấy bộ thôi, anh em nào cứ mua thì cũng nhớ mua về thì sử dụng rồi đánh giá cái chất lượng cho mình. Nếu hàng nó tệ quá mốt mấy cái hàng thì máy bay mấy ông mấy China ha. Phải có hàng nội địa Nhật thì tốt quá rồi. Dù giá có cao hơn tí mình cũng rất là dễ bán, mình cũng tin tưởng bán hàng hơn nữa. Rồi anh em mua nó cũng dễ nữa, chứ mấy in Japan là nhưng mà này mấy in China. Bộ nó 4 cái vậy nha, 140. Chiêu gồm ship nha mọi người, mã số 10 nha. Trong thời gian nó cũng ấy mình quay nốt luôn cho tiếng lên cho mình quay cho nó hơi nhiều một tí. Này mã số 11A ha, anh em đừng có nhắn nhầm nha. 3 cây tu vít dài nha, đa phần là 3 cây dẹp hết.
chung lâu lâu nó có một số cây như thế này, không biết hổm có cũng có người cũng có anh nào khi mình tìm, bây giờ mình đâu có lục, không có nhớ số điện thoại là người chung. Mỗi ngày thì anh em điện mình cũng hơi nhiều cho nên mình không có nhớ được. Ba cây tu vít dài 35 nha mọi người. Đó, tới cán thằng này tu vít dẹp hết nha, dài 25. Này còn trừ 4 quá, trừ 4 nha mọi người, trừ 4 trừ 5 này. Trừ 5 nha, đóng không mọi người. Ba cây dẹp nha, anh em nào có nhu cầu xài dẹp thì mua nha, 220.000, dài thường thường luôn. Hai cây này 200, 11B ha. Hai cái vít đóng luôn mọi người, 200.000 cũng được rồi ha, có 100.000 cây, cũng dài thường thường, 1 cộng 1 trừ 41 nè, dài cỡ này nè. Đó. 40 41 nha. Cây nó trừ 40. Cái này nó mẹ cái chốc gốc. Anh em thấy nó mẹ cái dấu trừ này nó sử dụng dữ lắm. Mẹ chốc gốc tí xíu nha. Không quan trọng đâu mọi người, anh em cứ mài cái này nè. Còn quan trọng mài thì cái phần mẻ này là sử dụng tiếp thôi, thép nó từ đấy anh em xài, cứ như có cái đầu dẹp thì dễ xử lý ha, dù có cắn mẻ thì mài đi tí. Này BS2 nha, còn ok hết, hai cây tôi vẫn đóng luôn nha, dài 4 tấc mấy nè. Rồi 200 cho hai cây 12. 12 có mấy cây đuôi chuột nha mọi người. 14, 17. Hai cây 14, 17. 12A đi ha. 12B. Còn cây đó C đi ha. Cây này 17, 19. Nó bị cây này nó dài mà nó không biết sao nó sử dụng này, nó làm cái gì quái gì mà để cho nó bằng cái đít, nó không mất cái đuôi chuột luôn à. Cái này của Tết, cái này 12C nha. Nếu dài mình bán hoa 200, nhưng mà cái này nó bị cái này tí xíu bán đồng giá hết. Chung cái nào cũng MCC hết à. Anh em nào nhìn cây này thoáng thì nhìn, em nhìn cái nước sơn nó còn đẹp hơn cây này nha. Trọng lượng nó cũng như nhau thôi, mình cũng bán đồng giá như nhau, chung mua về nó cũng một giá một chứ không có khác. Đó, cây A nha, 108. Cây B cũng vậy, 108. C tớp 17, 19. Cái này 3 tấc á, thường thường nó 3 tấc, bởi 3 tấc mấy nè. Cái này chừng 2 tấc mấy thôi nha, 25, 26 thôi. Rốc rét ha. Trăm tám cây rồi, có ABC nha mọi người. Mười ba nha, mình nó thôi 500.000, thì anh em mua hàng 500.000 chuyển khoản mình bao ship nha. Cây kiềm cạp xéo dài 20 nha, 20 hơn.
có một chữ Nhật đây nha mọi người, có một chữ thôi, nó có dấu cắn đó, anh em nhận thấy nha. Về cứ mài sơ lại nó cắn không có nhiều đó. Ví dụ trong quá trình sử dụng nó mẻ đi, anh em cứ mài khuyết cái phần này vô là nó ngay tán này, là nó sâu vô là mình cứ sử dụng tiếp đó. Chuyển khoản bao ship cái 500 ngàn chuyển khoản bao ship nha. 13 thép đen nha, cũng còn khá là sáng. Coi kỹ lại cái nha, không có là họ hở luôn nha. Rồi 500 chuyển khoản bao ship nha. 14 chung cũng hơi là nhiều nha, nha. Quay để coi thời gian dung lượng tới mỗi tới đâu mình quay tới đó ha. Thì mấy cái đồ linh tinh thôi mọi người, chứ không có gì hết á. Cái này 10 14 14A đi. Hơi nhiều không có chỗ để. Kim cộng lực quen thuộc ha. Cái này của thằng MCC. Không có rơ nha mọi người, có rơ. Cái này đâu không ảnh hưởng gì đâu mọi người, quan trọng là cái lưỡi cắt của nó không có mẻ nha. Khỏi test luôn nha mọi người. Cái này 140 nha. 14A 14B thì 250. Kim cắt cáp thước 3 phát. Anh em thấy đây nó nhìn nó hầm hố hơn cái thằng nhỏ này rất là nhiều nha. Cái này nó một cái nó một lớp sơn bạc cán nhôm nha. Nếu anh em nào ấy muốn nó cho nó sạch sẽ nó đẹp hơn, đánh cái lớp sơn này ra, còn cái màu nhôm không nó rất là sáng nha, mình để nguyên zin luôn á, mình không cần đánh. Chứ mình đánh ra anh em nhìn nó hơi khác, nó khác liền, nó sáng nó mới lên liền cái màu nhôm á. MCC nha. Cáp 5 mm máy in da băng nha. Không mẻ vậy nha. Nó có cái độ hở nhất định thôi nha anh em. Tại cắt sắt chứ không phải như dạng như cắt dây điện đâu, mà cứ để cho sát mà cứ cắt thôi nha. Như thế này là sắt là anh em cắt về là nó bứt rồi. 250 nha. 14B. 15. Bán hai cái món này luôn nha mọi người. 600 ngàn. Chuyển khoản mình bao ship luôn nha. Một cái cây đầu búa rìu. Có cái cán chỉ cho nó nặng nữa. Cây này sử dụng ít sao nó bị mất đi cái cán nè. Anh em về cứ kiếm gỗ, kiếm cán làm thôi. Để mình lấy mình cân thử cho mọi người. Cây này cả cán luôn là 8 lạng. Cây này còn gần 6 lạng. Cái cán nó chắc cũng hai ba lạng nha mọi người. Cái cán không nó cũng khoảng 2 3 lạng, 2 3 lạng. Nếu mà đi mua đồ bãi vậy nó cũng cả 100 ngàn hơn. 100 ngàn hai cái luôn nha. Hai cái này 8 lạng với 6 lạng 1,4 ký. Cái này mình chưa có mài luôn nha mọi người, trên nó luôn nó bị cắn tí xíu đây. Cũng ba râu nè, thằng này dốt bên 3 bên 4 không có chữ nha, cán cũng còn đẹp. Sáu phân rồi nha. 12 27. Còn cái này có khắc chữ đây, cũng ba râu nè, ba râu bên đây, ba râu hết,
bản này một tấc nha, dài tấc hai đây nè, này nó cũng y như cái kia thôi, chắc cũng cỡ đó, này nó cũng có hai phân hơn, 20 ha, 20 tấc nha, đây xuống đây tấc hai. Hai cái luôn anh em, về kiếm cái cây, ha, mình làm cán nó rất là dễ ha. 600 nha, chuyển khoản bao ship nha. Cái máy này nếu mình ship, mình trả ship không cũng vài chục nha mọi người. Rồi 16 bán hai cưa này 200, cho thêm một cái cây dũa nó hè nè mọi người, nó bị mắc mưa nha, chứ nó còn dũa được nha, chứ không phải đừng có ấy. Mưa chứ không phải nó mục đâu, nhưng mà mắc mưa mà nhỏ xét mà nó mục đâu. Hai cái cưa ship cán gỗ, tổng dài hơn 4 tấc, tới đây nó khoảng 19, thằng này chắc 20 đó, 2 tấc. Hai cái lưỡi nó khác nhau nha mọi người. Này về anh em cái kiếm gốc cây anh em làm cán rồi mà mốt sử dụng cái dụ dũa bao này là nó dũa ăn. Để đây không có thế dũa chơi chơi thôi nha mọi người. Còn ăn thép nha. Đồ cho thôi nha. Rồi đây cái phần mũi này nó không được thẳng tí xíu nè, chắc để sao để cắn mà cũng cưa được anh em, đâu ai cưa nha cái mũi đâu anh em, với về bẻ thêm, bẻ lại bẻ nhẹ thôi mọi người, nó này nó thép này nó giòn lắm nha, cho nên mình đừng có dùng kìm mà bẻ cho nặng tay quá là nó sẽ gãy luôn á. Rồi như hình 16 200 nha. Quên nãy mình cũng còn mớ lít dao, chung mà hàng này cũng còn nhiều nha anh em, cho nên anh em mình mua thì vẫn còn nha. 16 là bán hai món này nè, một cây lít dao với một cây này 200, nó một cây lít dao thép nè. Hai trăm là như thế này nha, một cái liếc tròn và một cây liếc này mình hay bán là nó lẻ 70.000 nha, 70.000 cây, 70.000 cái như thế này. Chung là mình, nếu anh em mình mua thì ba cái là 180 nha, hình như là hôm rày qua nay thì anh em thấy chắc có thể xem nhiều kênh rồi bắt đầu là người có người mà bán rồi ha, cho nên mình chỉ giới thiệu sơ thôi nha, không cần người review kỹ nữa nha. Đó. Cái này hoàn toàn của Nhật luôn nha, chưa dùng hàng nó sao nó thải ra nhiều đó. Hàng siêu thị đó, nó bán lâu hơn năm, một cây liếc tròn mới nó chưa dùng mà quăng bãi, có anh em nhìn thấy nó có xét này nha, không tính cái cán là 17 mấy, còn ngon lành lắm ngang chứ đừng có đùa nha, không liếc thử. Liếc sơ thôi cho anh em mình xem cái nó bị một mưa sét nhẹ đây nha mọi người. Đó. Như hình như thế này 200 nha, một cái liếc tròn và một cái liếc thẳng như thế này. Còn anh em nào mua rồi mấy cái này thôi, chứ ba cái như thế này là 180.000 nha, bán ba cái 180 thôi, ship tới tay anh em khoảng tầm 200 hơn nha. Mua lâu lâu nó có đợt hàng mới như thế này, em mua cho mua tặng gì đó, trong trong nhà mình cũng nên có một cái. Nếu anh em xem sao thì cho xem cái vỏ nha, để cho anh em thấy cũng là liếc đó. Ba cái 180, dù anh em mua đồ nghề thì
có thể mua kèm thì mua lẻ thêm thì một cái bán lẻ thì một cái 70.000 nha. 18 18A nha, nay có hai bộ lục này, mỗi bộ 300. Đây, quên mình có dán ở đây rồi, mình cứ dán đây chi nữa. 18B. Mỗi bộ 300. 300 là cũng xứng đáng với giá tiền của nó nha mọi người. Đục này, đục nó hơi to. 3 phân nha. Con này nó 4 phân 2. 42 43 ha. Đó. Đục có nhật không nha mọi người. Đục nhật không. Chung cái này mình bán ha, mình đâu có bán kịp cho mọi người đâu, mình mua về lâu rồi. Cũng vệ sinh lâu rồi, anh em thấy thời gian vừa qua nó mưa cho nên nó có hơi nước là nó sẽ hơi reset nhẹ. Đó. Lưỡi thì mình cũng mài ok hết cho anh em mình. Về mài sơ là thôi. Còn bé ngót à. Còn 2 tấc hơn nha. 18A 300 một cặp. 18B nó cũng vậy thôi. Như thằng này nó nhỏ hơn tí xíu. 29 28. Tám 29 nha. Còn không quan trọng gì mấy. Này cũng như cây kia 42. Còn sáng đánh chưa đánh xét luôn, đánh rồi bị mắc mưa không có đánh lại nữa. Trong mấy cái này đục có nhật không nha mọi người, chữ nằm đây nè. Hai cây đục bản to nha, mua lắc nhắc chi khỏi tốn tiền ship mọi người, mỗi cặp là 300 chưa bao gồm ship nha. Đây đây 19. 19 mình có cái món này. 207. 4 cây luôn nha, có 2 cây nó bị mất đi cái dòng sắt ở ngoài nha mọi người. Cho nên bán giá trị nó mất đi hai dòng sắt thì anh em mình về ấy lại cây thứ nhất. 9 ly hơn nha. Cây thứ hai. 11 ly rưỡi. Cây thứ ba 15 ha. Cây thứ tư 17 hơn nha mọi người. Nè, có cây 17 là nó bị mất đi dòng bi nè, cây 15 hai cây bự là nó bị mất đi hai cái dòng sắt nha. Anh em về chế làm gì làm. 207 nha. Chung mấy cái lỗi anh em mình thấy mấy cái gỗ nó chỉ giọng cái dòng bi nó để bảo vệ này, giọng cho đừng có tét cái cán thôi. Chứ cái gỗ của nó gỗ nó cực cứng luôn nha mọi người. Anh em về cứ lấy cưa thử mà anh em biết. 207 nha. Còn về mình lấy cái gì nữa mình bọc nó lại. 20 còn bộ đục này ha. 304. 4 cây dòng bi dòng sắt nó còn nha. Ủa 5 cây luôn nha mọi người. Từ nhỏ tới lớn. Chung có gì bán đó mọi người. Cái này có 3 ly nha, đó. Cái này 5 ly, 5 ly hơn. Em thấy rõ không? Cái góc quay này nó hơi năm ly hơn ha. Lọt lắm luôn đi. Rồi, 9 ly nha. 3 cây hơn. Cây thứ tư. 11 ly rưỡi.
15 hơn. Lưỡi là ok hết nha anh em. Cầm nắm cầm được. Nó bị sét. Chung bán cho mọi người tối ngày như vậy chứ một số hàng nó để hơi lâu cũng đâu có bán kịp đâu người. Quay như thế này một clip như thế này nên mất một tiếng là thời gian mình soạn hàng rồi chứ đâu phải lôi lên là bán đâu người. Còn số mặt hàng khác nhiều khi phải kiểm tra lại coi nó còn hoạt động hay không chứ đâu phải bán mù vậy cho mọi người được. 5 cây đồng này 304 nha. Rồi chốt lại cái clip số 1 ha. Chốt lại clip này tới mã số 20 nha anh em. Rồi anh em mình xem kỹ nha, cái mã nào mình muốn mua thì mình phải xem kỹ và nhớ nhắn tin kỹ cái mã mình bán như hình thức tin nhắn nha. Anh em nhớ nhắn tin kỹ đúng cái mã hàng mình muốn mua. Như đây cũng khá là nhiều nha mọi người. 20 hơn, có tầm hơn 30 hơn mã hàng. Rồi, anh em lưu ý là phải nhớ kỹ nhắn tin A, B, C nhu cầu mình cái nào thì mình nhớ nhắn tin và giá mình bán chưa bao gồm ship nha. Rồi tạm biệt cả nhà nha. Rồi xin mình để mình có thời gian thì mình quay thêm một clip, còn không thì mình bán trong một clip này thôi cho mọi người. Rồi cảm ơn cả nhà.